Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học làm bánh không cần lò nướng. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thủy Xuân. Mình còn hay được mọi người biết đến dưới nghệ danh là Nhi Chan bởi vì mình đang là một YouTuber và kênh YouTube của mình hiện nay cũng đang làm về chuyên đề hướng dẫn các loại bánh nữa. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy kênh của mình bằng cách search từ khóa Nhi Chan nhé. Trước khi đi vào phần chia sẻ và hướng dẫn các cách làm bánh không cần lò nướng thì mình muốn giới thiệu về bản thân mình một chút. Bản thân mình thì không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp mà cũng chưa từng được đào tạo qua các lớp chuyên nghiệp về làm bánh. Tuy nhiên thì mình đã đến với bánh một cách rất là tình cờ, đó chính là cách đây vài năm khi mà nhân dịp sinh nhật của bố mình đã quyết định là sẽ tự mày mò và tự làm tặng bố một chiếc bánh gato. Đó là chiếc bánh đầu đời và sau chiếc bánh đó thì mình cũng cảm thấy rằng việc làm bánh rất là thú vị. Làm bánh thì có thể làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc hơn và cái niềm hạnh phúc này mình sẽ gửi đến cho những người thân và những bạn bè xung quanh mình nữa. Mình đã trải qua rất là nhiều vấp ngã, làm hỏng cũng rất là nhiều loại bánh. Bố mẹ thường hay nói đùa là đóng học phí cũng hơi bị nhiều đấy. Nhưng mà tình yêu bánh trái thì cứ càng ngày càng lớn dần lên trong mình. Và mình cũng tự đặt câu hỏi là tại sao mình không đem cái tình yêu này để truyền lửa đến cho các bạn. Đó là lý do vì sao mà mình quyết định thực hiện khóa học làm bánh không cần lò nướng này, với mong muốn là sẽ gửi đến các bạn, những người mà cũng yêu bánh giống như mình, càng ngày càng thắp lửa cái đam mê của mình hơn. Đến với khóa học này thì các bạn hãy vui lòng chuẩn bị cho mình một số dụng cụ cơ bản rất là cần thiết như là máy đánh trứng này, phới lồng, phới dẹt, hoặc là các nguyên liệu như là bột mì đa dụng, bột ngô này, bột nở, đường, sữa, trứng, bơ, vân vân. Thì những nguyên liệu này rất là dễ tìm mua được ở các cửa hàng bán đồ làm bánh hoặc là các siêu thị. Và quan trọng nhất đó chính là chúng ta cần một vài người bạn, một vài người thân trong gia đình sẵn sàng ăn bánh của chúng ta nhé. Trong khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một số loại bánh như là bánh, các loại bánh crepe, các loại bánh mousse, các loại bánh phô mai hay còn gọi là cheesecake, một số loại bánh khác như là tiramisu hoặc là bánh bông lan trứng muối hấp. Các loại bánh này thì làm rất là dễ thôi và đương nhiên là không cần sử dụng đến lò nướng. Các bạn hãy yên tâm là sau khi học xong khóa học này của mình thì các bạn sẽ tự tin hơn trong nhà bếp, sẽ làm bánh ngày một lên tay. Trong khóa học này thì mình đã đính kèm file PDF để tặng các bạn. File PDF này thì nội dung bao gồm tất cả các công thức và các hướng dẫn chi tiết của tất cả các loại bánh ở trong khóa học. Chúc các bạn hoàn thành khóa học thật tốt và mình hy vọng là chúng mình sẽ gặp lại nhau ở những khóa học tiếp theo. Nào, chúng ta cùng đi vào bếp và làm bánh thôi.